Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã cùng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hải Dương đi kiểm tra một số siêu thị và chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh. Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã lưu ý các cán bộ chi cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương là cần phải chú trọng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ dân sinh nhằm đảm bảo an toàn tốt nhất cho người dân khi dùng thực phẩm tại các chợ này, bởi thói quen tiêu dùng của người dân vẫn là mua hàng tại các chợ dân sinh. Qua kiểm tra, Bộ trưởng bày tỏ yên tâm khi các sản phẩm tươi sống ở đây đều đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. Trong dịp Tết, hàng hoa quả cũng là mặt hàng được cung ứng nhiều hơn. Do vậy, Bộ trưởng cũng trực tiếp kiểm tra và lưu ý bà con tiểu thương không nên dùng thuốc bảo quản để người tiêu dùng yên tâm hơn khi mua các sản phẩm tiêu dùng ở chợ. Có thể nói là các lực lượng chức năng của địa phương bao gồm các cái lực lượng trong ban 389 và các lực lượng chủ công là quản lý thị trường đã có thể nói là triển khai các hoạt động này rất là bài bản ngay từ đầu. Các cái kế hoạch 454 rồi cũng như là 1272/174 của Tổng cục Quản lý thị trường, rồi 454 của ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng như là cái chỉ thị số 8 của Bộ trưởng Công Thương thì các đồng chí đều tổ chức quán triệt và triển khai ở tại tất cả các địa bàn, đặc biệt là không chỉ ở tại các cái trung tâm siêu thị lớn, các trung tâm thương mại mà các cái chợ dân sinh như chúng ta đang có mặt tại đây thì cũng đã chứng kiến các cái hoạt động thương mại của bà con ở các chợ dân sinh này thì được cả cái ban quản lý chợ cũng như là tiểu thương tham gia kinh doanh và cả người tiêu dùng thì đều có cái nhận thức và đều có cái hiểu biết rất là cao trong cái câu chuyện về vệ sinh an toàn thực phẩm và cũng như là những cái chỉ đạo của các cái chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực thi để đảm bảo về an toàn thực phẩm cho đời sống của bà con. Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng trực tiếp thăm hỏi bà con tiểu thương, đồng thời chúc bà con tiểu thương một năm mới mạnh khỏe, gia đình an khang, thịnh vượng. Bộ trưởng sẽ cùng lực lượng chức năng tiếp tục đi kiểm tra các chợ dân sinh trong và sau dịp Tết này nhằm nâng cao ý thức của các tiểu thương trong cung ứng thực phẩm an toàn cho người dân.